rồi chúng ta đang ở công viên Sala nha. Nè, quay cho nhỏ đi rồi, chuẩn bị cho các bé nha. À, bên kia cũng có nữa kìa. Mấy mèo lần đầu tiên gặp, mấy cá coi phải không? Hay, hello cái nào? Hello. Ừ, hay bắt đầu cho kiếm cái nào cho các bé sinh nhân nha. Đang đi trên đường. Ở đây có một chú hồ. Vừa nhiều trái. Bên khu này thì sạch sẽ. Mình đang giữ xe ở bên kia khu kia nha. Có vô cái chỗ giữ xe của khu chung cư. Bây giờ cũng hơi nắng ha. Đây bông gì đây? Đây có nhà vệ sinh trải nghiệm rồi nha, rất là sạch luôn, toàn tự động hết, không cần phải chạm gì hết rồi, à, rất thơm luôn. Ta phải vô này review thể hiện sự văn minh. Ồ, mấy cái lỗ này lỗ gì đó? Chắc thông gió. Hồi nãy mới thấy cái cầu đi ngang được nè. À đúng rồi, trước kìa. Cầu đi ngang nó bằng bằng. Chúng ta tới cái cầu có thể băng qua được nè. Cầu nó đi lại lại quá. Rồi bằng dán mũ quay cái đôi hình to mà lớn coi, hình to đây nha, bên che nhỏ nhỏ nữa. Cái mèo cảm nghĩ sao nào? À, cho các bạn cái ăn này nha. Chỗ này không phải chỗ quen thuộc của nó gì. Đừng lo khi một con có gặp thì nhất định nó sẽ tán ra ngoài nha. Vô đây nó bị tấp vô bờ hết luôn rồi. Anh nghĩ nó no lắm á, nó quậy quậy vậy chứ, quậy quậy vậy thôi chứ nó no lắm. Nha cá ăn, đó kìa, nó là một con đã đớp rồi, nó con thứ hai rồi. Đợi chút nữa nó mềm mới được. Nào nó ghẻ kìa. Bà 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 bà. Nè, đang nhà cá ăn. Bé này 5 tháng tuổi đang cho cá ăn. Hai mẹ lớn thà lụm ăn cho bụng chẳng hơn bỏ nha. Đó, để xuống lại thanh niên để xử lý nào.
Vừa cầm vừa. Mày khổ vậy. Ừ, cái lóc kìa. Là ba mèo. Ba con dê mèo đang chuẩn bị cho cá. Không cá lóc. Cá lóc dữ hả? Nó có dữ gì đâu. Cái này mà đi mua cho nha. Đi hơi xa nha. Bông này ở dưới. Đừng té nha, cái dép nó trơn đó. Đóng luôn à. Cuối cùng kiếm người ăn hết cái này rồi. Không bỏ phí nha. Bóp bóp ra đã ha. Mua tự nó. Không ăn được. Có con đó nó to nó cứ quẩy lên ngoài. Giờ mới thấy xuống nó luôn. Nó chơi nhiều ghê. Đó, bắt đầu đi. Xin chào mọi người. Để là Vi đây. Đang con đi chơi ở công viên Sa La. Công viên dưới đó có rất nhiều cá luôn. Mình giới thiệu thêm thầy Viên nè. Cho mình cái nè. Cái gì nè? Cái mèo của con nè. Ừ. Cái mèo con không? Ừ. Hai. Tụi con đã có thêm em mèo để giúp đi chơi với thầy Vi luôn. Ừ. Ba mẹ cho cá ăn nữa. Ừ. Nhìn, nhìn có thấy dầu sao sao mày? Hãy nhấn chai các cơ chú nè.
rồi. Bị tới công chuyện luôn nè bây giờ. Xử nó luôn rồi đó mà.